các hãng thông tấn báo chí nước ngoài đồng loạt đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, trong đó nhấn mạnh vai trò của trọng Tổng Bí thư trong công cuộc xây dựng Đảng, phát triển đất nước Việt Nam cũng như nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Hãng tin Reuters có bài viết nêu bật vai trò lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hơn một thập kỷ qua, khi Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và nâng cao quan hệ với cả Trung Quốc và Mỹ bằng chính sách ngoại giao cây tre của mình. Trong khi đó, tờ Washington Post đăng tải bài viết về dấu ấn của Tổng bí thư trong chiến dịch chống tham nhũng, cũng như điểm lại những di sản của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong những năm lãnh đạo Việt Nam. Hãng tin AP thì trích dẫn câu nói nổi tiếng của ông năm 2016, không kỹ cương, đất nước sẽ rối loạn. Còn theo tờ Financial Times, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam Việt Nam đã thu hút hàng tỷ đô la đầu tư nước ngoài từ các công ty toàn cầu trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng. Báo CNBC ngày 20 tháng 7 trích dẫn tuyên bố của đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, trong đó nhấn mạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo có tầm nhìn, người đã làm cầu nối giữa Việt Nam và Mỹ cũng như toàn thể cộng đồng quốc tế trong suốt nhiều thập kỷ. hãng thông tấn TASS của Nga khẳng định vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của đảng cộng sản việt nam